năm tới sẽ có là những cái cây cao và những bãi đất trống có cỏ. Hôm qua thì mình sẽ bắt đầu tô và hướng dẫn người tô nha. Đầu tiên lấy màu nâu, nâu đâu mất tiêu nữa rồi. Mình tô cho cái thân cây nha. Thì mình sẽ cố gắng tô cho nó đẹp, thiệt đẹp nha. Bầu mình sẽ vẽ những cái tán lá nha. Tiếp tục là bên đây. Tớ chưa vẽ. Tô đều với mình nha. Tới hàng gì mới cho má này. Mọi người cứ giờ mình vẽ sao thì mọi người cứ vẽ giống mình vậy nha. Sẽ tô cho đẹp vậy nha. Cái hàng mình sẽ tô con lợn mình là ngồi ghế. Và lắc nha.
đen cho con lợn mình. Rồi mình đã to sát xong con heo rồi nha. Heo gừng. Tao đều phải xanh vô nha. Dạ. Mình tô sao cho nó đều và đẹp nha. Thì đây chính là thành phẩm bức tranh tôi rồi con lợn gừng của mình ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.